tất cả mọi người, trên tay em đang là AirTag, một sản phẩm của Apple được phân phối chính hãng tại NMS. Hôm nay em xin hướng dẫn mọi người kết nối cũng như một số tính năng cơ bản của AirTag. Sau đây em xin hướng dẫn tất cả mọi người cách kết nối AirTag với điện thoại. Chúng ta chỉ cần để gần AirTag với điện thoại và sẽ hiện ra một thang thông báo như vậy. Chúng ta ấn kết nối và chọn vật dụng cần để sử dụng AirTag. Ở đây mình chọn ba lô. Yêu cầu là mình phải đăng nhập Apple ID và phải bật Wi-Fi và Bluetooth. Ấn tiếp tục. Sau khi kết nối xong, chúng ta phải ứng dụng tìm trên điện thoại. Ở đây đã là hiển thị và phần vật dụng. Ở đây chúng ta đã hiển thị cái AirTag của mình. Trên đây là thời lượng pin còn lại của AirTag và số seri. Và chúng ta thử phát âm thanh. Và sau khi đã kết nối AirTag với điện thoại, em xin hướng dẫn mọi người sử dụng chức năng tìm AirTag ở trên điện thoại. Em xin nhờ anh Linh sẽ cầm chiếc AirTag và giấu ở một nơi nào đó. Và em sẽ sử dụng chức năng tìm này để tìm được ra nó. Sau khi đã nhờ anh Linh cất chiếc AirTag đi thì chúng ta sẽ cùng sử dụng ứng dụng tìm để tìm kiếm lại chiếc AirTag. Ở trên màn hình này thì chúng ta vào ứng dụng tìm và phần vật dụng. Ở đây chúng ta sẽ thấy là chiếc AirTag chúng ta đang hiển thị ở hẻm 200 Điện Biên Phủ. Ở cái mục tìm này thì từ những chiếc điện thoại iPhone 11 trở lên sử dụng chip bảo mật U1 thì mới có thể sử dụng được cái mục tìm này nhé. Okay, chúng ta cùng đi tìm thôi. Trên đây là một số hướng dẫn cơ bản sử dụng AirTag. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.